Chúng đây là tổng hợp này, cái này thì chúng ta muốn hai cái đồ điểm để cả install Oracle đồ mùi GR2 nó không Windows 10. Nhi cái chữ file Oracle, đây là Oracle bởi nhóm đại nhóm bạn download cái website Oracle mới. Chẳng biết cái file là chẳng. Và xin mà này tổng hợp này mình toàn miền file database tế ai tự download tam website này. Record.com. Tôi mới tiết dân vô client download. Tôi đã mở đã phải download tới mình được trên. Dân vô Oracle database. Oracle database tổng mới dùng vô ok nick chữ version của Oracle đây trên đó Oracle database đọc PC release 1 phần tay này không thu tiền đấy nhưng bằng hai bên liên ca install Oracle domoji chẳng đam bay download file database nữa nên tăng học này còn là cho website nữa thôi nhưng file đâu cả Oracle đồng mùi chi tới chị đặt sai đi từ phá video Windows hoặc từ 4 bit máu nắm video trong nắm download từng phi phá lên máu và toàn một tiết nó bây giờ bạn download hao dương thuộc cả extra về từng phi phá lên máu và toàn một tiết nhóm nâng vô cả phá tí phi nâng nó copy chỗ copy giờ ta đã cho được trong file thì mùi cho được trong stack component tổng một tiết giúp phát thì á chạm copy và bên này nhóm bạn copy về cho từ cái directory này hết và toàn một tiết dương thua ca set up chẳng là bay set up cứ dương chơi dục bị set up nên cứ chơi file application chẳng dương click nữa dương test nó như trang điểm checking monitor config display at least video has for more color high ok luôn chạm cái tớ chạm cái tiếp bị chạy nhé slow load máu cho ra auto call vì thực ca tổng hôm RAM bị thủng chính là slow thì do you want to continue in your jam up nè Oracle đọc môi trì Oracle database đọc môi trì chẳng là trong ca set up database Oracle nó cứ
step thứ mỗi cái ao dương config security update cái này cái dương cho email bao dương hoặc lấy dương cho password bỏ oracle và tay từ xa step mấy nhưng xong chúng ta cam lâu tới dương ai skip cái bán dân đấy yes top step thứ ba cái installation option trên được không ca thuộc ca install oracle nâng từ miền bay option này option thứ mỗi cái dương bật cá và các database hay dùng thư ca config via và là dùng install hay dùng và các nó config database tiền option thứ hai cứ tạo tông bạn này tha dùng thư ca install database software nó dùng còn là thư ca install software tế phần tái dùng admin database tiền chẳng may tha là bây giờ dùng thư ca install job cứ dùng admin database dùng thời thư ca bằng các database một đoàn tiền đối với option trong khối cứ upgrade an exit database trong mình ta dùng option cạnh này thì dùng miền database nếu không Windows và dùng háo nhưng tôi cả update về chẳng tại sao nếu không computer và nhóm cứ thử mày chẳng dùng xong sẽ lấy cho option tìm mối cho create and config a database tổng một tí dùng chuẩn này nếu cứ tạo công một system khác thì dùng vô desktop khác máu dùng install Windows thông đá thế tuần này hơi chăm thịt tấu vô nó mình ok tuần này ngồi tiền ok chăm thịt ok chẳng ní cứ chỉ Oracle Base ní cứ chỉ file nước trái xí ní app chú app user sử dụng ní cứ chỉ software location ní cứ tục nữa nâng Oracle ní database location ok chẳng bật sân dương trong row đã tông cho mùi software location chứ ai tới rồi thì bán bật sân dương trong đăng vẽ con cho mua những file đây là bé nhưng ai cho tôi can directory đây là cả ok này cứ tệ tôi mua đây là bé edition cho nên là cho đây phô đồng áo này cứ chưa global đây là bé nè mà nên này cứ chưa chung buồn đây là bé ngay cho nên đã thật OOCL cho này cứ chưa password của administrative nhưng xong đã password đâu chẳng cái này nhưng ai đặt password all complex rồi có những ai đặt thông mà đàn từ mẹp dương của anh đặt vô mà riêng chắc như mình chẳng bạch đặt chờ nông tập bạp chỗ đi để bước xin dương đặt password ở security món cứ thấy mình có flex mình là sao tôi sao thùng chỉ đàn lên xong đặt của nắng ok dương dân nét tôi tiết dương bật to nhưng do thân hữu nít quyết xam rãi nơi quay đi dương ban thuốc ca khẩn vị và sân bây giờ khai click những ai sell về cho không qua được muối không xong sell cho đã cho tụi con rồi stop đó ok tổng tiết dương finish chẳng nguyên năng thua ca install nè việc cùng tập progress chẳng xong là có khi rung trăm một tách hay gì đọc làm thì thế ok chúng ta bây giờ thực hiện install software nó bám vào phía rồi mình đang thực hiện config database design human series of option create and config database chúng ta tiếp bên load nào chúng ta xin bơ nhập học nghề trong riêng nơi Oracle database nâng nhập học nghề tờ riêng nơi XL server chung môn dân đảm bây ở viên miền ca nghe xu hướng ca riêng Oracle nè complete chúng viên nâng thuốc ca config database tới
Some step between you. Đi, đi chấp đăng thức ca config database. Record database configuration assistant. Nè, chẳng tiền mua đi cứ chỉ tiền mua để việc chọn ra thuộc cả create nơi database nâng config nơi database nâng chẳng những thuộc trong trang mình tích tấu mua hai ba việc chơi nhận nâng được sai dương cho được vô create nâng config database chẳng cả này bây giờ dương do option DP bị upload nâng tê việc còn tờ install software dương viên được chọn complete. Chẳng như xong cam thì đấy cũng được lâu. Ok ní về chặt install coi nhé. Mình rồi mình đừng load tiền như mùi. Ní thằng lớp đã lại install quá. Ní không OCR. Chẳng ní database information, chẳng global database name bởi dưới chú OOCL. À ní tệ tôn mùa nâng system identifier hay cả thả SID của OOCL này. Chẳng visual nâng server parameter file này mình nâng restore nâng không nâng. Nâng file là install ID database. Ok. Chẳng bởi sao thì dương trong là set tất cả mẹ browser nhưng cục phí dụ ở lần bằng. Ok, chẳng đi cái nâu để dừng tiết chẳng rõ đây là bài account expert manager system system này user chẳng và xin bà này ok trong thuốc ca chen để bây giờ config nhắn đi dừng cho password management chẳng đi vì nâng load user default bỏ autocall được ok được nông lịch này chẳng đi kia user super user hay là user sys chẳng nhóm bật lọc về thế nè nè kia user system dưới trong user system nâng bởi dân phép thiệp màu user XL server cứ việc phép anh ta đang user xa chẳng user system administrator user xa chẳng bị đôi kia chẳng đặc biệt dùng thuật ca config database bị bố cứ dùng config từ user này chẳng là dùng xong thuật ca plug đầu password đi tới đã password này chắc đi dùng confirm đi á chẳng ní cái này ní bớt xin dùng check bạn này thay dùng lock user này chẳng user nâng ọt hạch nên sức nông ca lock cho trong system đi và thay bởi dùng lock user administrator rồi user super user cho vậy chẳng như ở thư ca lọc user nâng tế user phí nâng như ở thư ca lọc tế nếu khi chứ user default tổng ốc rồi bỏ autocall chẳng như xong thư ca allow user HR mùi thì phụ ấy nâng bên dưỡng thư ca config database cứ viên nâng miên data sắp ở dưỡng xong đẹp thư ca sắc xà chẳng như xong bạn user account mỗi chúng ta HR đã bởi có ác lọc cho tôi có nông profile bởi quát rồi có sắp đẹp bởi vào autocall. Ok nhưng không đặt password này đâu nhưng tìm bởi và tôi bây giờ thua ca allow all user nâng quát bởi ra dừng unlock quát cho nhìn cho ok máu nì viên nâng bọc message mùi chúng ta tôn một user để dân thua ca flag đâu cứ mình tập bay đấy chân dân to mắt ok chân chọn dân vô ok một cái map nè viên được sạch sẽ ok nhưng close chân dân xong từ mở file đó file này dân mang install trong Windows dân xong cho từ trong mi trong mi chóc cha mẹ thì tấu xong cho từng mưa pha đó xem mưa muối
European Oracle nè chẳng Oracle là bây giờ dân thuộc cả install rồi cứ nè tập on đi vậy thì dân thuộc ban install mấy nhánh tập on nè chẳng nếu khi nông Merian cầm mục tiết nhóm nâng vật dồn sẽ tương tự nâng thu mùi mùi đường ta mình mục nghĩa thôi ấy ok lấy nhóm xong thuộc cả tay nơi đây tập bác đây dân thuộc cả config nơi bây giờ ban install mấy chẳng đặt bây thuộc cả tết nhóm xong phá thu mùi thu thả xua phá chẳng nhóm xong cho từ rán ô tô phải rán mình vay ra xql plus xql plus no log chẳng như trong thực cảm mấy trăm mấy đẹp múc chẳng no log ok 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 đi cái chế tool xml mới xong rap thuộc cả connect the can server chẳng bao tham được không Oracle cứ được bây giờ set up thôi cứ việc bạn bay chạy này để tập bay xe này thu sản phẩm cần để cho để tập bay xe chẳng đi cứ chỉ thu mua sản phẩm ai ở trên thương ca thương ca xe được có tiền cần lấy đi server mở chẳng đam bay thương ca test trong xong cần đây cho muốn user user admin được gọi user system chẳng khi ra việc connect rồi cái này chết nhưng là cái này chết của bạn này sys ecosystem ok trong phần system slash tôi muốn bài password chứ password nhưng mà đã mấy một bị bảy ní cứ cái này chỗ nó bây giờ cái này chỗ nhưng phải cả tè ta nó bây đây dùng thu cả install luôn ta view miền này kha nó bây tập bốn á ok lấy dùng xong select mới select username thì ta nick cứ như store nó không nhận xé from all user nick cứ user tặng on ở cái nông Oracle nick còn nhập thực cả tệ thế chẳng may ta nhập nhập ai cần để cho một con đây tập bài này bàn hết okay. Chẳng mấy nhóm bàn là lâu user mua chúng ta user HR chẳng nhóm ai cần để tập can user HR bán connect user HR password rồi có dương mình chăm bay đã slash password của bán những enter máu viên đừng ao dương mình cho được password mỗi vị bày chắc nhâm xong phải chạy tì dương vai comment phía thả lộp HR flash no lộp nâng mình này thay dương ở chăm bay connect từ căn data bay mà làm ní vì auto connect từ căn data bay nâng mòn chẳng những còn là bị trôi được user bỏ data bay nâng tới nhưng ai lock trôi từ căn server nâng bay này ok chắc bao tha là bây giờ cần fix máy viên data bay mới chưa thả OOCL chắc là nó chưa data bay hay chắc bao tha nhưng vay no lock máy bao tha nhưng ở trong bay cho long cắt OOCL này ok lấy những xong test mới chẳng là bây nhưng install viên thuộc ca cần fix viên data bay sạp ở dưới chẳng là không user HR nó viên đôi chưa user mình mới được chia table employee table ấy tệ tông cho mua những HR này chẳng xong một cái hò muối làm mấy tôi cắt tên nơi cái install này the guy from EMP employee mua quý hơn employee thử ở đây này thử nữa ok thử này cái chuyện data mình sắp nơi cái nông Oracle đây nhưng bạn config nhưng select cho option đi mua mà nhé chẳng hắn đi bất sân bây giờ mình select cho option đi mua tế nhưng admin data sạp chân tế ok ní còn chỉ cần thực cả tài chẳng nếu không biết ao ní các bạn mình chọn sẽ tông tân nâng ca install Oracle đọc mùi g o thủ nếu không Windows 10 chẳng nếu không video khẳng mục tiết khi nhóm nâng thực cả bằng hai vì được biết nâng ca pra thủ nếu không thực cả connect tất cả Oracle chứng và xong bao cồn.